thực hiện công điện số 06 hồi 18 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và gây mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ, thông báo cho các chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu thuyền biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới. Gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. 3. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và công trình phòng chống thiên tai. Chủ đầu tư các công trình đang thi công dở dang chủ động thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đổ bộ vào đất liền. 5. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, báo Ninh Bình. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 6. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở ban ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện.